Chương 739. Chú Lê nghe tôi nói vậy thì giật mình. Không phải chứ, ông ta không nói cho chú biết điều này. Họ có quan hệ như thế nào? Tôi cười lạnh. Vậy thì cái lão ông chủ Lam này quá không tử tế rồi. Tình nhân nhỏ của mình xảy ra chuyện lớn như vậy mà chỉ coi cô ấy như một hành khách gặp nạn bình thường. Đúng là không thể nào nói nổi. Chú Lê hỏi với vẻ nghi ngờ. Cháu nói Trịnh Tiểu Lệ là tình nhân của Lam Ngũ. Tôi gật đầu, sau đó quay trở về chỗ họ. Chú báo cảnh sát đi, nhiệm vụ của chúng ta coi như hoàn thành rồi. Nhưng chú Lê lại sầm mặt, nhìn thi thể của Trịnh Tiểu Lệ, rồi lắc đầu nói. E rằng chuyện này không đơn giản như vậy. Thi thể của Trịnh Tiểu Lệ sẽ không tự nhiên đi ngược dòng đến 3 cây số. Chắc chắn là có nguyên nhân gì đó mới khiến thi thể của cô ấy xảy ra hiện tượng khác thường như thế. Cháu nói rõ cho chú nghe, cháu nhìn thấy gì trong ký ức của cô gái này? Tôi thở dài, nói cho chú Lê nghe về chuyện của Trịnh Tiểu Lệ và ông Lam Ngũ. Nhắc tới Trịnh Tiểu Lệ thì cũng thật đáng tiếc. Lúc đầu cô ấy cũng là một cô gái tốt, trong sạch, nhưng lại bị lão Lam Ngũ khốn kiếp biến thành kết cục như bây giờ. Trịnh Tiểu Lệ vốn là kế toán trong công ty của lão Lam Ngũ. Cô có gương mặt ưa nhìn, thông minh, là nữ thần của đám đàn ông độc thân trong công ty. Theo lý mà nói, Trịnh Tiểu Lệ hẳn nên quen một đồng nghiệp cùng độ tuổi với mình. Nhưng cô ấy lại yêu một người lớn hơn mình tận 20 tuổi, chính là lão Lam Ngũ. So sánh thì đám thanh niên kéo lão Lam Ngũ này ở điểm nào? Ngoài việc có nhiều tiền thì chính lão cũng rất có sức quyến rũ. Đối với những cô gái trẻ mới tiếp xúc với xã hội như Trịnh Tiểu Lệ, đám thanh niên choai choai tất nhiên không thể so sánh được với loại đàn ông trưởng thành như lão Lam Ngũ. Lão Lam Ngũ thành thục, nhà lại giàu có. Khi gặp chuyện cũng không bao giờ tỏ ra sợ hãi. Những thứ này đều khiến Trịnh Tiểu Lệ say đắm. Nhưng lão đã có vợ. Vợ của lão là Tôn Quyên, đã cùng lão xây dựng sự nghiệp từ lúc còn hai bàn tay trắng. Bà sinh cho lão 3 người con. Một cô gái không có gì như Trịnh Tiểu Lệ chắc chắn không thể nào lay chuyển được địa vị của bà ấy. Nhưng có ai lại không thích một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp như thế chứ? Lão Lam Ngũ gần như không hề có sức đề kháng với kiểu gái trẻ tự xà vào lòng mình như Trịnh Tiểu Lệ. Trường hợp của họ khá phổ biến trong xã hội. Nếu cô đã không quan tâm tôi có vợ có con thì tôi còn sợ cái gì nữa? Thế là Trịnh Tiểu Lệ và lão Lam Ngũ nhanh chóng quấn lấy nhau. Vợ của lão Lam Ngũ biết chuyện của họ, nhưng bà ấy không đến công ty lão làm loạn, cũng không tìm đến tận cửa để gây gổ với Trịnh Tiểu Lệ. Thái độ của bà ấy làm Trịnh Tiểu Lệ hiểu sai, cho rằng vợ của lão Lam Ngũ chỉ là một người đàn bà yếu đuối, dễ bị bắt nạt. Bởi vậy mà Trịnh Tiểu Lệ càng thêm không kiêng nể ai, thường xuyên dính lấy lão Lam Ngũ, nghiễm nhiên coi mình mới là bà chủ của công ty. Nhưng cô ấy nào biết được sự lợi hại của Tôn Quyên. Trong lòng vẫn còn mơ mộng mình sẽ được làm bà chủ. Thực ra, lão Lam Ngũ không có khả năng ly hôn với Tôn Quyên. Bởi thuở ban đầu khi cùng lập nghiệp, họ đã ký một thỏa thuận. Nếu hai người ly hôn, lão sẽ không lấy được một xu cổ phần nào của công ty, mà cổ phần sẽ được chia đều cho 3 cô con gái. Lão Lam Ngũ thích Trịnh Tiểu Lệ thật đấy, nhưng lão không yêu cô đến mức có thể vì cô mà vứt bỏ hết mọi thứ. Hơn nữa, nếu không vì tiền thì dù lão có thành thục thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ chẳng lọt nổi vào mắt của Trịnh Tiểu Lệ, vì chẳng ai muốn sau này già rồi lại có thêm một người cha nữa để cung phụng cả. Nhưng Trịnh Tiểu Lệ không nhận ra được điều ấy, mà mỗi ngày đều bắt lão Lam Ngũ phải ly hôn. Một thời gian dài sau đó, lão Lam Ngũ không chịu nổi nữa nên ngã bài đòi chia tay với Trịnh Tiểu Lệ. Đương nhiên là cô không chịu, còn khóc lóc làm sùm lên,
nhưng lão Lam Ngũ vẫn rất kiên quyết. Đến sau này, lão cũng không thèm ra mặt, toàn phải do Tôn Quyên đứng ra đối phó với Trịnh Tiểu Lệ, cố tình đến gây sự. Trước lúc xảy ra tai nạn, Tôn Quyên đã từng hẹn gặp Trịnh Tiểu Lệ một lần. Vốn Trịnh Tiểu Lệ tưởng bà ấy sẽ công khai tuyên bố chủ quyền với mình. Nhưng không ngờ, Tôn Quyên lại chỉ nhẹ nhàng tâm sự với cô. Đầu tiên, Tôn Quyên bày tỏ mình cảm thấy không đáng thay Trịnh Tiểu Lệ. Cô đang ở độ tuổi thanh xuân quý báu thì hẳn nên gặp được một người tốt hơn, chứ không phải cặp kè với một lão già lớn hơn mình gần 20 tuổi. Bà ấy còn khuyên Trịnh Tiểu Lệ rằng: "Đợi đến khi em bằng tuổi này của chị, nhìn lại lão Lam Ngũ bây giờ này sẽ thấy lão là một kẻ dối trá, ích kỷ, tính cách con buôn, xấu xí, hoàn toàn không phải là một người đàn ông tốt để có thể gửi gắm cả đời." Lúc ấy Trịnh Tiểu Lệ còn tức giận nói: "Nếu chị đã thấy anh ấy xấu xa như vậy thì cần gì cứ giữ khư khư mà không chịu buông tay? Vì sao chị không để anh ấy theo đuổi hạnh phúc của mình?" Tôn Quyên cười lạnh: "Cô gái ngốc, đến tận bây giờ em vẫn nghĩ là do chị không thả lão ta ra, cứ mãi chiếm lấy lão mà không chịu ly hôn ư?" "Chẳng lẽ không đúng?" Trịnh Tiểu Lệ nói rất ngây thơ. Tôn Quyên lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Chị và lão Lam Ngũ có 3 người con, tất cả tài sản trong nhà đều đứng tên chung của chị và lão. Lâu nay giữa bọn chị đã là một khối chung nhau về lợi ích rồi. Ngoài quan hệ vợ chồng thì bọn chị còn là cha mẹ của 3 đứa con, là chủ sở hữu chung của tất cả tài sản. Với sự khôn khéo của lão Lam Ngũ, em thấy lão sẽ rời khỏi chị, một người vợ mãi mãi không phản bội lão, để đến với một cô gái trẻ nhỏ hơn mình gần 20 tuổi như em ư?" "Em gái à, nói thật cho em biết, em không phải là người đầu tiên đứng trước mặt chị để ngã bài, và chắc chắn cũng không phải là người cuối cùng. Nghe một lời khuyên của chị đi, nhân lúc còn trẻ, hãy tranh thủ thời gian đi tìm một người đàn ông tốt cho mình." Kể từ sau lần gặp mặt Tôn Quyên, Trịnh Tiểu Lệ đã chịu một cú sốc lớn. Cô cảm thấy mình cứ như một đứa trẻ ngây thơ khi đứng ở trước mặt bà ấy. Cô càng hận lão Lam Ngũ vô sỉ hơn. Vì thậm chí, đến cả việc chia tay với tình nhân mà lão cũng phải để cho vợ mình ra mặt. Cuối cùng không còn cách nào khác, Trịnh Tiểu Lệ đành phải nhận 200.000 tệ tiền chia tay của lão Lam Ngũ, nộp đơn xin từ chức rồi rời khỏi công ty. Hôm xảy ra tai nạn là đúng vào ngày cô lên tuyến xe khách của công ty để về nhà ăn Tết. Chú Lê nghe tôi kể hết mọi chuyện xong cũng phải thổn thức. Khó trách, thì ra trước khi chết, Trịnh Tiểu Lệ đã mang nỗi uất ức trong lòng rồi. Hay, tuổi cô ấy còn quá trẻ, sao cứ phải khổ như vậy chứ? Sau đó, chú Lê gọi điện cho lão Lam Ngũ, nói rằng đã tìm được thi thể của Trịnh Tiểu Lệ, để lão nhanh chóng gọi người đến vớt. Lão Lam Ngũ liên tục cảm ơn chú Lê trong điện thoại, còn nói cuối cùng mình cũng an tâm qua năm mới rồi. Nhưng tôi thì thầm nghĩ, lão Lam Ngũ này có thể an tâm sang năm mới thật à? Chẳng lẽ lão không sợ nửa đêm Trịnh Tiểu Lệ chui vào giấc mơ tìm lão, ôn lại chuyện cũ hả? Lúc ấy chúng tôi đều nghĩ là đợi người của lão Lam Ngũ đến vớt thi thể xong, chúng tôi cũng có thể kết thúc công việc để về nhà rồi. Nhưng không ngờ, đến lúc vớt thi thể thì lại xảy ra vấn đề. Chương 740. Người mà lão Lam Ngũ gọi đến không phải là người vớt xác chuyên nghiệp. Những người này đến nơi thấy thi thể của Trịnh Tiểu Lệ bị đông cứng trong băng thì cho rằng nên đập vỡ băng ở xung quanh rồi mới vớt thi thể lên. Nhưng khi bọn họ đập vỡ băng xung quanh và vớt thi thể lên thì lại phát hiện dưới lớp băng kia chỉ còn chiếc áo khoác màu đỏ. Thi thể đã bị nước sông cuốn trôi đi từ lúc nào rồi. May mà lúc ấy ba chúng tôi vẫn chưa đi,
thế nên đội trưởng của họ hớt hải chạy tới để nói rõ tình huống. Chú Lê nghe xong thì nhíu mày nói: Sao có thể như vậy được? Cái áo choàng đó được mặc vào người thi thể. Mấy người vừa đập vỡ băng mà thi thể đã tự trôi tuột ra khỏi áo à? Tay đội trưởng kia cũng chỉ biết nhăn nhó. Đúng vậy ạ, chuyện này cũng quá kỳ lạ. Vừa rồi rõ ràng tôi còn nhìn thấy thi thể ở ngay dưới lớp băng mà. Ba chúng tôi đành phải đi tới bờ sông một lần nữa. Khi nhìn thấy chiếc áo đỏ được vớt ra từ trong lớp băng, tất cả cùng ngạc nhiên choáng váng. Sao có thể như thế này được? Rõ ràng vừa rồi chiếc áo vẫn còn mặc trên người Trịnh Tiểu Lệ mà. Chú Lê nghĩ mãi cũng không hiểu, chẳng lẽ thi thể này lại tiếp tục làm xác chết lội ngược dòng? Tôi vội xua tay với chú. Không đúng, cháu vẫn cảm giác được thi thể đang ở dưới lớp băng này, chắc chắn là vẫn chưa bị trôi đi xa. Chú Lê lẩm bẩm. Chuyện này đúng là lạ, chẳng lẽ Trịnh Tiểu Lệ vẫn còn điều gì luyến tiếc à? Không lẽ cô ấy muốn gặp Lão Lam Ngũ một lần? Tôi gật đầu. Có khi đúng là như vậy thật đấy ạ. Chú Lê gọi ngay cho Lão Lam Ngũ, bảo lão đến đây ngay lập tức. Dù sao đây cũng là chuyện của công ty, cho dù lão có sợ hãi thì vẫn phải tự vác xác đến. Lúc lão đến nơi thì sắc trời đã dần tối, đội vớt xác phải dùng mấy ngọn đèn lớn để chiếu lên mặt sông. Lão Lam Ngũ thấy chú Lê thì run rẩy nói: Lê đại sư, thật ra tôi và Trịnh Tiểu Lệ này... Chú Lê xua tay. Tôi đã biết chuyện giữa hai người rồi. Nếu không, tôi đã không bảo anh tự tới đây. Bởi vì bây giờ Trịnh Tiểu Lệ không chịu rời sông, e là do cô ấy có oán niệm quá sâu. Thế nên tôi mới gọi anh tới đây để nói vài lời xin lỗi chân thành với cô ấy, để cô ấy an tâm lên đường. Lão Lam Ngũ nghe vậy thì liên tục gật đầu. Không có vấn đề gì, không có vấn đề gì. Tôi chắc chắn sẽ xin lỗi cô ấy đàng hoàng tử tế. Nhưng mà... nhỡ cô ấy không đồng ý thì phải làm sao? Chú Lê nói. Anh cứ yên tâm. Có chúng tôi ở đây thì tất nhiên sẽ không để anh xảy ra chuyện. Nhưng anh phải dùng thái độ thành khẩn nhất. Đừng để chuyện gì xảy ra nữa. Sau đó, Lão Lam Ngũ run rẩy đi ra đứng ở bờ sông, nói với mặt sông rằng: Tiểu Lệ à, là anh có lỗi với em. Em đừng hận anh nữa. Em yên tâm đi, anh chắc chắn sẽ chăm sóc bố mẹ em giúp em. Cả đời này chúng ta không thể thành vợ chồng, nhưng anh sẽ thay em hiếu kính với họ. Em cứ an tâm lên đường đi. Lão Lam Ngũ nói những lời này xong, nhưng trên mặt sông chẳng có phản ứng gì cả. Mấy người thợ đứng xung quanh đều nhìn lão với vẻ mặt kỳ dị, khiến bầu không khí khá xấu hổ. Chú Lê bảo tôi thử cảm giác lại, xem thi thể Trịnh Tiểu Lệ có còn ở gần đây hay không. Tôi đi đến bên cạnh Lão Lam Ngũ, cẩn thận cảm nhận mặt sông. Nhưng đúng vào lúc này, một cái đèn pha vô tình chiếu sang hướng bờ sông đối diện. Tôi nhìn thấy một người phụ nữ tóc tai bù xù, thình lình đứng ở bờ bên kia. Tôi chưa kịp chuẩn bị tâm lý nên giật nảy mình. Xem ra âm hồn của Trịnh Tiểu Lệ vẫn còn ở ngay đây. Nhưng vì sao cô ấy không chịu rời sông? Thế là tôi lại nhắm mắt để cảm giác thêm. Bỗng nhiên dường như tôi cảm nhận được một âm hồn khác ở trong tàn hồn của Trịnh Tiểu Lệ. Mặc dù nó rất yếu ớt, nhưng lại là một linh thể độc lập. Chẳng lẽ ở dưới mặt sông này còn một thi thể khác? Nhưng ý nghĩ này nhanh chóng bị tôi gạt đi. Bởi vì nếu dưới sông còn thi thể khác, thì tại sao tôi chỉ cảm nhận được một chút xíu sự tồn tại của nó, mà không thấy ký ức tàn hồn? Thế thì linh thể yếu ớt này chắc chắn có quan hệ với Trịnh Tiểu Lệ. Hẳn nó cũng là nguyên nhân khiến thi thể của cô ấy không chịu rời sông. Rốt cuộc nó là cái gì? Chẳng lẽ lúc lên xe, Trịnh Tiểu Lệ có mang theo một vật sống như chó mèo gì đấy à?
nhưng trong ký ức của cô ấy chưa từng xuất hiện chi tiết này. Tôi quay sang hỏi Lão Lam Ngũ. Trịnh Tiểu Lệ có nuôi thú cưng gì không? Lão Lam Ngũ lắc đầu. Không, Tiểu Lệ rất sợ chó mèo nên chưa bao giờ nuôi. Tôi nghe lão nói thế thì càng cảm thấy kỳ quái hơn. Vậy thì cái linh thể mà tôi cảm nhận được kia là từ cái gì? Chẳng lẽ Trịnh Tiểu Lệ mang thai mà chính cô ấy cũng không biết? Tôi vội vàng nói suy nghĩ của mình cho chú Lê. Ông ấy nghe xong cũng lắc đầu liên tục. Nếu thế thật thì rất phiền phức. Đầu tiên là Trịnh Tiểu Lệ không cam lòng trước khi chết, lại thêm cái thai nhi chưa thành hình này nữa. Khó trách trước đó sẽ xảy ra tình huống xác chết lội ngược dòng. Chú Lê quay sang hỏi Lão Lam Ngũ. Trước khi đi, Trịnh Tiểu Lệ có nói với anh về chuyện cô ấy đang mang thai không? Lão Lam Ngũ nghe chú Lê nói thế thì cũng giật mình. Không thể nào! Nếu cô ấy có con thì sao tôi lại để cô ấy đi chứ? Nhà họ Lam chúng tôi rất hiếm con trai. Chỉ cần có giọt máu của mình thì chắc chắn phải sinh ra. Nhưng Tiểu Lệ không hề nói với tôi về chuyện cô ấy đang mang thai. Chú Lê thở dài. Có lẽ đến chính cô ấy cũng không biết mình đang mang thai rồi. Giờ mẫu thể có oán khí, cộng thêm oán khí của thai nhi chết yểu. Ai, ông chủ Lam à. Anh đến bờ sông nói lại một lần nữa đi. Lần này nói theo tôi. Mặt mũi Lão Lam Ngũ mờ mịt. Nói cái gì cơ? Một lát nữa anh nói thế này. Anh sẽ lập một bài vị cho đứa con chưa thành hình này ở điện thờ trong nhà. Ngày ngày thờ cúng. Sẽ không để nó trở thành cô hồn dã quỷ. Anh còn phải nói là mình không biết đến sự tồn tại của nó. Nếu biết, anh chắc chắn sẽ không để mẹ con cô ấy rời đi. Lão Lam Ngũ nhớ từng câu của chú Lê, rồi lặp lại những lời nói đó một lần nữa. Kể cũng lạ, sau khi lão nói xong những lời này, ngay ở chỗ mặt băng vừa rồi bị đập nét ra, đột nhiên xuất hiện một nhúm tóc của phụ nữ. Cuối cùng Trịnh Tiểu Lệ cũng chịu rời sông. Vì nhiệt độ bây giờ khá thấp, nên thi thể của Trịnh Tiểu Lệ không thay đổi gì mấy, chỉ hơi phù hơn khi còn sống. Tôi nhìn gương mặt bị ngâm nước của cô gái ấy thì nghĩ, chắc hẳn khi còn sống, cô ấy cũng là người thích trưng diện. Nhưng bây giờ lại rơi vào kết cục như thế này, đúng là khiến người ta phải tiếc nuối thay. Chương 741. Tôi đi chậm tới trước mặt thi thể của Trịnh Tiểu Lệ, sau đó ngồi xổm xuống và khẽ đặt tay lên bụng cô ấy. Lần này tôi có thể cảm nhận rõ ràng cái linh thể độc lập kia. Đúng là Trịnh Tiểu Lệ đang mang thai thật. Về sau tôi nghe chú Lê nói, Lão Lam Ngũ thật sự thực hiện lời mà mình đã hứa. Lão còn tự bỏ tiền ra tiến hành xây mộ an táng cho Trịnh Tiểu Lệ. Nhưng tôi biết, trong lòng lão chỉ cảm thấy áy náy với đứa con không thể ra đời của mình, chứ không phải là với Trịnh Tiểu Lệ. Việc Trịnh Tiểu Lệ làm người thứ ba tất nhiên là đáng trách, nhưng Lão Lam Ngũ vô sỉ, bỉ ổi, cùng bà vợ tôn quyên của lão vì muốn giữ gìn cuộc hôn nhân chỉ còn trên danh nghĩa, mà lựa chọn dung túng cho lão cũng không thể tha thứ được. Thế giới này không phải đen thì tức là trắng. Trong câu chuyện của bọn họ không có ai là sai hẳn, cũng càng không có người nào đúng hẳn. Người duy nhất vô tội chính là đứa trẻ chưa từng được sinh ra kia. Những công việc sau đó đều do chú Lê giúp Lão Lam Ngũ thực hiện. Tất nhiên chú ấy cũng làm thịt lão một khoản kha khá. Nhưng tôi nghĩ lão cũng cam tâm tình nguyện lắm. Vì nếu không tốn tiền mua sự an tâm này, thì lão khó mà ngủ yên được hàng đêm ấy chứ. Xong công việc lần này, chúng tôi bước vào khoảng thời gian nhàn hạ. Tôi và Đinh Nhất cả ngày không có việc gì làm, nên đến ăn nhờ ở đậu nhà chú Lê. Bỗng đâu trưa hôm nay, tôi đột nhiên nhận được điện thoại của Chiêu Tài, nói là lão Triệu xảy ra chuyện.
Lòng tôi trùng xuống. Lão Triệu là ông anh rể yêu quý duy nhất của tôi. Nếu anh ấy xảy ra chuyện, thì Chiêu Tài phải làm sao bây giờ? Đến khi tôi và Đinh Nhất lo lắng chạy tới bệnh viện, thì phát hiện anh ấy chỉ bị trầy da ở cùi chỏ mà thôi. Nhưng sau khi nghe Chiêu Tài kể chuyện đã xảy ra, tôi cũng phải cảm thấy hãi hùng. Chuyện là, lúc lão Triệu đang ngồi khám bệnh như bình thường, thì đột nhiên có một bệnh nhân không xếp hàng mà chạy thẳng vào trong. Cô y tá bên cạnh anh ấy nói với bệnh nhân kia rằng: "Những người chưa được gọi số xin chờ ở bên ngoài, đến khi được gọi số mới được vào trong." Nhưng tên kia không thèm nghe mà đẩy một bà cụ đang ngồi khám bệnh ra, hắn bảo: "Gọi số cái gì? Người ông mày đang khó chịu đây, không thể chờ nổi phút nào nữa." Lão Triệu thấy thế thì vội đỡ bà cụ bị hắn đẩy ngã, rất tức giận: "Nếu anh sốt ruột thì xin mời đến phòng cấp cứu. Ở chỗ tôi khám bệnh phải xếp hàng. Mời ra ngoài." Đừng nói là lão Triệu, bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy tên kia đẩy bà cụ ngã ra đất như thế đều sẽ phát cáu. Nhưng chuyện xảy ra sau đấy lại khiến mọi người đều bất ngờ. Tên kia như đã chuẩn bị từ trước, hắn móc trong túi ra một con dao găm Thụy Sĩ, sau đó đâm lão Triệu. Vì sợ bà cụ đứng gần mình bị thương nên lão Triệu đẩy bà ấy ra sau, do đó mới không tránh được và bị tên kia đâm vào cùi chỏ. Thấy trên áo blues trắng của lão Triệu thấm máu, bà cụ kia sợ quá hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Y tá thì hét ầm lên, làm bảo vệ phải chạy vào. Thế là lão Triệu và bảo vệ cùng hợp lực khống chế tên kia. Lão Triệu thấy tôi tới thì tỏ vẻ chuyện không có gì quan trọng. "Có chút chuyện nhỏ ấy mà, còn phải làm phiền cậu em vợ bận rộn của anh đến thăm bệnh thế này." Tôi cười. "Em nào dám không đến, Chiêu Tài nói cứ như anh hy sinh vì nhiệm vụ ấy. Anh là anh rể duy nhất của em, sao em lại để anh xảy ra chuyện được, có phải không?" Chiêu Tài đánh tôi mấy cái. "Có em mới hy sinh vì nhiệm vụ ấy." Sau đó tôi đến đồn công an để tìm hiểu tình hình lúc ấy. Chẳng ngờ lại gặp được người quen cũ, chính là cảnh sát lần trước đã giúp xử lý vụ án của hai anh em Lương Phi, Lương Tuệ, Triệu Tinh Vũ. "Tiến Bảo, sao cậu lại chạy tới đây?" Triệu Tinh Vũ cũng giật mình khi thấy tôi. "Cũng phải thôi, đồn công an đâu giống như siêu thị. Nếu không có việc thì ai lại muốn đến làm gì?" Tôi cười giả lạ với anh ta và nói: "Tôi có người họ hàng bị người ta đâm bị thương hôm qua, đến xem vụ án đó đã xử lý thế nào rồi." "Đúng rồi, sao anh lại chạy tới khu này?" Triệu Tinh Vũ nghe tôi hỏi vậy thì gãi đầu cười ngốc nghếch. "Tôi vừa được điều tới đây, cấp trên thăng chức." Tôi vỗ lên vai anh ta một cái. "Được đó, chúc mừng nhé. Lát nữa tan tầm tôi mời anh ăn cơm, chúng ta cùng đi ăn mừng." Sau đó tôi nói sơ qua tình hình của lão Triệu. Anh ta đưa tôi đi gặp người đồng nghiệp hôm qua nhận vụ án này. Vì vụ án không tạo ra hậu quả quá nghiêm trọng, mà lão Triệu cũng không muốn truy cứu, nên được xử lý theo diện cố tình gây rối. Cuối cùng chỉ cần nộp tiền phạt là xong việc. Nhưng người phụ trách vụ án này lại nói với tôi rằng thái độ nhận tội của kẻ gây rối kia không tốt lắm, rất qua loa. Nhưng người bị hại là lão Triệu lại không muốn truy cứu, nên anh cảnh sát này cũng chỉ có thể xử lý như thế. Anh ta còn nói nếu tôi đã là bạn của Triệu Tinh Vũ thì nên trở về nhắc nhở lão Triệu. Thời gian tới phải cẩn thận một chút. Nếu gặp chuyện gì lạ thì phải nhanh chóng báo cảnh sát. Sau khi cảm ơn anh cảnh sát đó, tôi và Triệu Tinh Vũ rời khỏi đồn công an. Vừa đúng lúc hôm nay anh ta phải trực ca tối, nên chúng tôi tìm một tiệm cơm gần đấy vừa ăn vừa nói chuyện. Đầu tiên tôi hỏi thăm sức khỏe thầy Trương Lỗi của anh ta thế nào rồi. Triệu Tinh Vũ cười nói: "Thầy ấy khỏe lắm, thời gian trước còn đòi kỳ nghỉ đông để đi du lịch chơi cơ. Sau khi trở về thì tinh thần tốt hơn rất nhiều." Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện khá vui vẻ. Triệu Tinh Vũ cũng lén đưa cho tôi tư liệu cá nhân của tên đã tập kích lão Triệu.
để bên tôi đi dò la xem có phải lão Triệu có ân oán gì với gã này hay không. Về đến nhà, tôi nghiên cứu cẩn thận hồ sơ cá nhân của tên kia. Với loại người bình thường không có tiền án tiền sự nào như thế này, đồn công an không có nhiều dữ liệu trong hồ sơ lắm. Tôi mở ra xem, cũng chỉ là một trang giấy khá mỏng. Gã này tên Triệu Tranh, năm nay 29 tuổi, là một nhân viên IT, nguyên quán Hà Nam. Sau khi tốt nghiệp đại học thì ở lại làm việc trong thành phố này. Qua hồ sơ, tên này có vẻ là một người có lý lịch trong sạch. Hôm xảy ra chuyện là lúc hắn đến bệnh viện để tái khám. Vốn hắn không thuộc phòng khám của lão Triệu, nhưng không hiểu vì sao lại như phát điên chạy đến phòng anh ấy gây sự. Nghe nói là ông chủ của công ty hắn tự đến đồn cảnh sát để bảo lãnh. Ông ấy còn liên tục nói rằng chắc chắn tên này bỗng dưng bị hâm nên mới làm như vậy. Vì bình thường, hắn là một người nổi tiếng thật thà. Nếu nói hắn đi gây sự với người ta, gây ra chuyện lớn, thì chắc đồng nghiệp cả công ty chẳng ai tin cả. Chuyện khác thường tất có vấn đề. Phải có lý do thì Triệu Tranh mới có hành vi và thái độ không được bình thường như vậy. Nhìn từ thái độ không chút hối hận nào, thì chắc chắn hắn không tìm nhầm người. Lúc ấy đúng là hắn muốn gây sự với lão Triệu. Đến tối, tôi và Đinh Nhất tới nhà lão Triệu ăn cơm. Sau đó tôi đưa cho anh ấy xem tư liệu của Triệu Tranh, để anh ấy nhớ lại xem trước kia đã từng gặp người này hay chưa. Chương 742. Lão Triệu nhận tờ tư liệu trong tay tôi xem một lúc lâu, sau đó anh ta nói với giọng chắc chắn. Anh dám chắc chắn 100% lúc ở phòng khám là lần đầu tiên gặp tên này. Tôi tin lão Triệu không nói dối, tôi càng tin tưởng vào trí nhớ của anh ấy, chắc chắn anh ấy không nhớ nhầm. Xem ra, nếu muốn biết nguyên do trong đó, thì chúng tôi phải đến gặp tên Triệu Tranh này một lần. Dù gì mấy ngày nay tôi và Đinh Nhất cũng khá rảnh rỗi, thế nên tôi muốn theo dõi tên này 2 ngày, để xem bình thường hắn làm gì, và có còn lòng dạ xấu xa muốn đến gây sự với lão Triệu nữa hay không. Chúng tôi đi theo dõi Triệu Tranh 2 ngày nhưng không phát hiện ra có gì đặc biệt. Mỗi ngày hắn chỉ đến công ty rồi về nhà, từ nhà lại đến công ty. Thỉnh thoảng, hắn cũng đến quán cơm bình dân gần nhà để ăn cơm. Ngoài những nơi đó ra thì không đi đâu nữa cả. Nhưng khi chúng tôi đi theo hắn đến ngày thứ tư thì phát hiện hắn đột nhiên xin công ty nghỉ phép, sau đó lén lạng vạng bên ngoài bệnh viện chờ lão Triệu. Đây đúng là phát hiện quan trọng, tên này đúng là có vấn đề. Hôm nay lão Triệu làm ca sáng, Triệu Tranh vẫn chờ trực ở ngoài bệnh viện. Hình như lần này đã có kinh nghiệm, hắn không ra tay trong bệnh viện như lần trước, mà kiên nhẫn chờ đợi anh ấy tan làm. Cuối cùng, ba chúng tôi cũng chờ được đến khi lão Triệu lê tấm thân mỏi mệt ra khỏi bệnh viện, đi tới khu đỗ xe. Vì tin tưởng vào thân thủ của Đinh Nhất, nên tôi không gọi điện báo trước cho lão Triệu, tránh làm anh ấy lo lắng. Quả nhiên, gã Triệu Tranh lẻn ra sau lưng lão Triệu, rồi đột nhiên rút một con dao găm ra, chạy tới định đâm vào lưng anh ấy. Giờ nghĩ lại mà tôi vẫn thấy sợ. Nếu lúc ấy chúng tôi không có ở đấy, thì chắc lão Triệu đã lành ít dữ nhiều rồi. Đinh Nhất nhảy vọt tới, đá bay con dao găm trong tay Triệu Tranh. Triệu Tranh giật mình. Khi lão Triệu thấy rõ đồ trong tay Triệu Tranh, mặt anh ấy trắng bệch. Triệu Tranh bị Đinh Nhất ép sát trên mặt đất, không thể cử động được. Tôi đi từ từ đến, rồi ngồi xổm trước mặt hắn, nói: "Có phải mày có vấn đề gì không vậy? Mày quen anh ấy à? Sao cứ đến gây thù với anh ấy mãi thế?" Triệu Tranh trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi. Nếu không phải đang bị Đinh Nhất đè chặt cứng, thì chắc hắn cũng phang cho tôi một dao rồi. Tôi thấy hắn tức giận như vậy thì tát cho một cái. "Làm sao? Còn không phục à?"
Nhưng Triệu Tranh lại cắn răng nghiến lợi nói. Ít nói nhảm thôi, hoặc là giao tao cho cảnh sát, hoặc thả tao ra. Tôi tức đến mức lại muốn đánh hắn. Ha, nóng nảy quá nhỉ? Đến lúc này rồi, mà mày còn to mồm thế cơ à? Ha, mày dựa vào cái gì mà nghe ngược như vậy? Lão Triệu giữ chặt lấy tôi. Thôi được rồi, cậu thả hắn đi đi. Có báo cảnh sát cũng chỉ cảnh cáo được mấy câu, chẳng có ích gì cả. Nói rồi anh ấy cũng ngồi xuống, bực mình hỏi Triệu Tranh. Chúng ta có quen nhau à? Sao tôi không có ấn tượng gì với cậu cả thế? Nếu lúc trước tôi có làm gì sai với cậu thì cho tôi xin lỗi nhé. Cậu đã tới tìm tôi gây sự hai lần rồi, không thể cứ tiếp tục làm như vậy nữa. Cậu có nhìn thấy hai người bạn này của tôi không? Nếu hôm nay không nhờ tôi cản họ thì cậu thảm rồi đấy. Có đưa cậu đến đồn công an cũng chỉ lợi cho cậu thôi. Mau đi đi. Tôi ra hiệu cho Đinh Nhất thả hắn ra. Đinh Nhất vừa thả lỏng tay là thằng ót con này đã bật dậy như thỏ. Sau đó chạy biến đi mất như một làn khói. Nhưng vừa rồi, từ trong ánh mắt hắn, tôi có thể nhìn ra chuyện này vẫn chưa xong đâu. Tôi nhìn vẻ mặt mỏi mệt của Lão Triệu, thì lên xe đèo anh ấy về nhà. Trước lúc đi còn đặc biệt dặn dò anh ấy. Mấy ngày này anh nên cẩn thận lúc tan làm, chắc chắn thằng ót kia còn tới tìm anh nữa đấy. Nhưng Lão Triệu lại tỏ vẻ xem thường. Không sao đâu, chắc chắn là cậu ta nhận nhầm người. Anh cũng không phải kẻ thù giết cha cậu ta. Chắc không đến mức cậu ta lại tìm tới anh gây chuyện nữa. Tôi thấy Lão Triệu không để ý tới chuyện này thì hơi lo lắng. Còn tên Triệu Tranh kia nữa, sống chết cũng không nói tại sao hắn lại muốn gây phiền phức cho Lão Triệu. Xem ra chỉ còn cách là chúng tôi phải đi điều tra thêm về tên Triệu Tranh này thôi. Chắc chắn chuyện này không đơn giản như vậy. Sáng hôm sau, hai chúng tôi theo chân Triệu Tranh tới công ty của hắn. Sau đó nhanh chóng quay trở về nhà hắn, định đột nhập vào trong xem gã Triệu Tranh này có vấn đề gì. Kỹ xảo mở khóa của Đinh Nhất không tầm thường. Chỉ cần chúng tôi không lật tung nhà của Triệu Tranh lên, thì chắc chắn hắn rất khó đoán được đã có người vào nhà mình. Mở cửa nhà hắn xong, chúng tôi đi vào xem xét, phát hiện bên trong khá ngăn nắp. Thế này không giống tác phong của một người sống độc thân. Nếu trong nhà Triệu Tranh khá bừa bộn, thì chúng tôi sẽ có rất nhiều chỗ để bắt đầu tìm kiếm. Nhưng ở đây lại quá sạch sẽ, nên chúng tôi không tìm ra được đầu mối nào có ích cả. Tìm mãi, cuối cùng tôi tìm thấy một hồ sơ bệnh án ở dưới bàn uống trà. Đây chính là nguyên nhân mà Triệu Tranh phải đi tái khám. Lúc ấy tôi còn nghĩ rằng, chẳng lẽ thằng oát này bị bệnh trĩ nên mới phải đi khám lại? Nhưng khi lật hồ sơ bệnh án của hắn ra, tôi cảm thấy hơi choáng váng. Đinh Nhất thấy tôi ngẩn người, cầm bệnh án của Triệu Tranh thì cười hỏi. Thế nào, Triệu Tranh bị bệnh gì? Không phải là bị chứng vọng tưởng đấy chứ? Tôi đưa bệnh án cho anh ta. Anh tự xem đi, thằng oát này đúng là đồ dị tật, ngay cả bệnh mà cũng khác thường. Đinh Nhất vừa xem thì nhướng mày. Điện giật! Tôi tức giận nói. Tôi thấy thằng oát này chắc bị điện giật dở hơi nên mới làm những chuyện khác thường như vậy. Trong bệnh án ghi chép, lúc ấy Triệu Tranh chỉ bị giật nhẹ, hẳn là không nghiêm trọng lắm. Nhưng bác sĩ vẫn bảo hắn ta tới khám lại, thì chứng tỏ vết thương của Triệu Tranh lúc ấy có vẻ khá nghiêm trọng. Tôi nhớ kỹ tên bác sĩ chẩn trị cho hắn lúc đó là nữ bác sĩ Lý Mai. Định khi nào về sẽ gọi điện bảo Lão Triệu hỏi thăm cô ấy một chút, xem tình hình của Triệu Tranh lúc đó như thế nào. Đáng lý ra, bác sĩ không thể tùy tiện tiết lộ tư liệu bệnh án của bệnh nhân cho người ngoài. Nhưng trong bệnh viện, ai cũng biết chuyện Lão Triệu bị hắn tập kích, nên nếu giúp đỡ nói một hai câu thì chắc không thành vấn đề gì. Bác sĩ Lý Mai là một người phụ nữ trung niên khoảng hơn 40 tuổi. Bà ấy khá thích Lão Triệu.
nên khi nghe lão Triệu nói muốn nhờ giúp đỡ, bà ấy đồng ý ngay. Vừa đúng lúc lão Triệu đang phải khám cho bệnh nhân, nên anh ấy giới thiệu chúng tôi qua chỗ bà ấy. Dù gì, chuyện muốn nói cũng liên quan đến việc riêng của bệnh nhân. Chúng tôi bèn hẹn bác sĩ Lý lên sân thượng của bệnh viện. Chương 743. Bác sĩ Lý nói cho chúng tôi biết, lúc Triệu Tranh được đưa đến cấp cứu đúng là rất đáng sợ. Quần áo trên người đều thiêu trụi sạch sẽ, cả người trên dưới cũng bị cháy đen. Theo lời kể của người đưa hắn đến đây, nói là thằng nhóc này đi câu cá với đồng nghiệp. Kết quả lúc quăng cần câu đụng phải đường dây điện cao thế. Bình thường dưới tình huống dùng vật dẫn điện chạm vào đường dây điện cao thế, chắc chắn không có khả năng sống sót. Tuy nhiên, khi các bác sĩ làm kiểm tra cho Triệu Tranh lại phát hiện. Tuy rằng da của hắn đen thì có đen một tí, nhưng tình trạng lại không nghiêm trọng như bề ngoài. Chờ sau khi loại bỏ hết tất cả quần áo bị thiêu cháy trên người hắn đi mới phát hiện, Triệu Tranh chỉ bị một vết bỏng rất nhỏ ở lòng bàn chân. Những chỗ khác đều không có thương tích gì. Chẳng qua mặc dù lúc ấy hắn cũng không bị thương nặng nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh. Đến tận tối hôm sau, Triệu Tranh mới từ từ tỉnh lại. Sau đó, nhóm của bác sĩ Lý làm kiểm tra toàn thân, phát hiện các chức năng cơ thể của hắn đều rất bình thường. Có thể xuất viện được rồi. Có điều, xét thấy tình huống của hắn khá đặc biệt, nên bác sĩ Lý đề nghị 2 tuần sau quay lại tái khám. Sau khi chào tạm biệt bác sĩ Lý, chúng tôi lại đi tìm lão Triệu, hỏi anh ấy có ấn tượng gì với bệnh nhân bị điện giật phải cấp cứu trước đó hay không. Lão Triệu lắc đầu nói: "Đùa gì vậy? Một ngày phòng cấp cứu tiếp nhiều người bệnh như vậy, anh nào có nhớ rõ hết được? Thêm nữa, anh lại không phải bác sĩ cấp cứu. Bệnh nhân của mình mà anh còn không nhớ nổi đây, làm sao có thời gian đi nhớ của phòng khác?" Tôi thầm nghĩ, cũng phải ha. Nhưng tại sao Triệu Tranh này lại cứ tới tìm lão Triệu dây dưa không dứt nhỉ? Chẳng lẽ là thật sự bị điện giật đến ngớ ngẩn rồi? Nhưng khoảng thời gian này thấy anh ta đi làm đúng giờ cũng chẳng giống lắm. Cuối cùng tôi nghĩ đến đau cả đầu mà vẫn không nghĩ ra lý do. Cân nhắc qua lại mù mờ thế này cũng không có kết quả. Không phải thằng nhóc này không chịu nói à? Chúng tôi đây tới tận cửa hỏi. Tôi cũng không tin là không cậy được miệng hắn. Tối hôm đó chúng tôi đến nhà Triệu Tranh. Có lẽ hắn cũng không ngờ chúng tôi sẽ tìm tới tận cửa. Sau khi mở cửa, biểu cảm của Triệu Tranh rõ ràng rất chi là căng thẳng. Tôi thấy hắn thấp thỏm thì cười và nói: "Anh không cần phải sợ, hôm nay chúng tôi không phải tới đánh anh. Chỉ muốn tâm sự đàng hoàng chút thôi." Tôi cũng không cần hắn mời vào, khẽ va vào vai hắn rồi tự đi vào phòng. Triệu Tranh hết cách, cuối cùng cũng chỉ đành đi theo sau tôi, nói: "Các anh muốn làm gì? Nếu muốn làm bậy làm bạ thì tôi sẽ báo cảnh sát đó." Tôi lạnh lùng cười và bảo: "Anh lại còn biết tìm cảnh sát à? Anh cũng đừng quên, gần đây những việc anh làm đều là những chuyện không dám đến gặp cảnh sát nha." Tuy rằng biểu cảm của Triệu Tranh rất lo sợ, nhưng hắn vẫn mạnh miệng: "Tôi sợ gì cảnh sát chứ? Nên phạt tiền thì cũng đã phạt rồi. Cho dù có gặp cảnh sát thì tôi cũng không có gì phải sợ nữa." Tôi nghe hắn nói vậy thì móc di động ra, sau đó cho hắn xem đoạn video quay cảnh hắn định tấn công lão Triệu ở bãi đỗ xe bệnh viện. Thật ra lúc ấy, vì tôi sợ thằng nhóc này xong việc sẽ chối bay chối biến nên mới quay lại trước. Triệu Tranh xem video xong, lập tức không còn khí thế như vừa rồi, sắc mặt xanh lét đứng ở đó. Thật ra tôi rất tò mò, rốt cuộc giữa hắn và lão Triệu có quan hệ gì? Không phải là quan hệ cùng cha khác mẹ, máu chó trong phim truyền hình lúc 10 giờ rưỡi đấy chứ? Nhưng tôi suy đi rồi nghĩ lại, cha mẹ ruột của lão Triệu đã mất sớm từ lâu,
cho nên cái màn kịch này không thể xảy ra được. Vì thế tôi tức giận nói, sao nào, đây là cách tiếp khách của anh đấy à, cả ly trà cũng không có. Triệu Tranh nghe thế thì đỏ mặt, lấy trong tủ lạnh ra hai chai coca cho chúng tôi. Ngại quá, tôi chưa từng uống trà, cho nên trong nhà chỉ có thứ này. Tôi thấy lúc này giọng điệu của hắn đã lễ phép hơn nhiều, cũng không muốn hù dọa nữa. Vì thế, tôi đi đến ghế sofa rồi chậm rãi ngồi xuống. Sau đó, bình tĩnh hòa nhã nói. Anh xem lại mình đi, tốt nghiệp đại học, cũng coi như từng được nhận nền giáo dục cao. Còn có một công việc tuy rằng rất cực, nhưng thu nhập cũng không tệ lắm. Anh rảnh rỗi không có việc gì à? Sao cứ tìm bác sĩ Triệu gây phiền phức chi vậy hả? Lúc này Triệu Tranh nghe thế lại mờ mịt hỏi tôi. Anh ta cũng họ Triệu à? Tôi lập tức hết chỗ nói luôn. Tóm lại, kẻ tên lão Triệu là gì mà thằng nhóc này cũng không biết. Thế mà lại tới quấy rối anh ấy. Đầu óc hắn chắc chắn là có bệnh không nhẹ đâu. Tôi nhìn vẻ mặt hắn không có nhiều mưu mẹo, nên rất bất đắc dĩ nói. Nào, kể cho tôi nghe xem, rốt cuộc anh và anh ấy có khúc mắc gì? Đều là đàn ông lớn cả rồi, có thù hận gì mà không thể gỡ bỏ hả? Chẳng lẽ anh ấy cướp bạn gái của anh? Nhưng chuyện này cũng không đúng, bây giờ vợ của anh ấy chính là chị của tôi mà. Bị tôi nã pháo liền một tràng, Triệu Tranh lại đau khổ ôm đầu. Tôi nói các anh cũng sẽ không tin, chắc chắn sẽ cho rằng tôi bị điên rồi. Tôi nhún vai đột lại. Trên đời này còn có chuyện gì chúng tôi không thể tin đấy, chỉ cần hợp tình hợp lý là được. Vừa nghe tôi nói vậy, Triệu Tranh đột ngột ngẩng đầu, trợn đôi mắt đỏ hoe lên nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi và anh ta có thù oán, hận thù chồng chất. Tôi bị ánh mắt của hắn làm cho hoảng sợ, lòng không khỏi nặng nề. Nhìn dáng vẻ hắn không giống như đang nói dối. Xem ra chuyện này nghiêm trọng hơn tôi tưởng nhiều. Sau đó, Triệu Tranh dùng vẻ mặt đau khổ, kể lại chuyện xảy ra sau lần mình bị điện giật. Vốn dĩ trước đó, Triệu Tranh thật sự là một anh chàng cực kỳ đơn thuần. Tuy đã ra đời làm việc mấy năm, nhưng vì tính chất công việc, nên người hắn có thể tiếp xúc được cũng chỉ có mấy đồng nghiệp mà thôi. Bởi vậy cũng không cần quá nhiều tính toán thủ đoạn. Thành tích của nhóm họ cũng rất tốt, mỗi dịp cuối năm còn được chia hoa hồng. Tuy rằng ngày thường thức đêm tăng ca, mệt chết đi sống lại, nhưng thu nhập thực sự cao hơn nhân viên văn phòng bình thường gấp mấy lần, còn mua được nhà ở đây từ khá sớm. Triệu Tranh cũng là một người biết chừng mực. Hắn không có yêu cầu quá cao trong cuộc sống, chỉ hy vọng mình có thể tìm được một cô gái vừa ý, rồi kết hôn sinh con, cho cuộc đời bình thường của mình có thêm một niềm hạnh phúc mà thôi. Nhưng vào tháng trước, lại xảy ra một chuyện làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của hắn. Ngày đó công ty cho nghỉ, ông chủ dẫn họ đến một khu đầm lầy ở ngoại thành để câu cá. Đó là một vùng đầm lầy tự nhiên không có ai quản lý, cũng là do ông chủ của họ tình cờ phát hiện. Lúc đầu mọi người đều chơi rất vui vẻ. Đây là lần đầu tiên Triệu Tranh câu cá nên không có kinh nghiệm. Dù đồng nghiệp biết câu cá đã dạy hắn cả buổi, nhưng khả năng nắm bắt không mạnh nên hắn cũng học cái biết cái không. Ai biết đâu, trong khi những người khác đang bận rộn nhóm lửa nướng thịt, thì trong lúc vô tình, Triệu Tranh lại quăng dây câu móc lên một đường dây điện cao thế. Chỉ nghe một tiếng bùng, người Triệu Tranh bị đốt cháy ngay lập tức. Đồng nghiệp có kinh nghiệm vội đeo găng tay cao su, cầm một cây gậy gỗ đẩy cần câu cá trong tay hắn ra. Nhưng lúc này Triệu Tranh đã sớm cháy đen thui, không còn chút hình người nào. Chương 744 Mơ về Sơn Tây.
Lúc ấy mọi người ở đó đều cho rằng lần này Triệu Tranh chết chắc rồi. Kết quả lúc đưa hắn đến bệnh viện cấp cứu thì lại chỉ bị vết bỏng rất nhỏ, những mặt khác cũng không đáng lo ngại. Nhưng dù vậy, hắn vẫn hôn mê thời gian khá dài mới tỉnh lại. Triệu Tranh chết đi sống lại, trong mắt người khác thì không có gì thay đổi. Nhưng chỉ có chính hắn biết, sau khi bị điện giật, hắn đã trải qua chuyện gì. Hết thảy những điều này giống như đang nằm mơ. Nhưng trong mộng, Triệu Tranh lại không phải là Triệu Tranh, mà là một người tên Lữ Diệu Tổ. Lữ Diệu Tổ này là con trai út của một thương nhân lớn ở Sơn Tây, vừa đi du học từ Nhật Bản về. Trên cậu ta còn một anh trai là Lữ Diệu Tông. Nhưng lúc nhỏ, anh ta từng bị thổ phỉ bắt cóc tống tiền. Tuy sau này được chuộc về, nhưng lại vì sợ hãi quá độ mà bệnh không dậy nổi. Sức khỏe ngày sau không bằng ngày trước. Ông Lữ thấy con trai cả không kế thừa gia nghiệp được, nên vội đưa con trai út ra nước ngoài học. Hy vọng cậu ta học hành thành tài, trở về có thể kế thừa sản nghiệp to lớn này của mình. Sau khi Lữ Diệu Tổ về nước, ông Lữ nhanh chóng thu xếp cho cậu ta một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối. Hy vọng cậu ta có thể sớm đâm nhánh đẻ cành cho nhà họ Lữ. Hết thảy những chuyện này vốn là chuyện hợp lẽ thường, nước chảy thành sông. Nhưng trăm triệu lần không ngờ, ngay trước khi Kiệu Hoa vào cửa, cô dâu mới và tất cả lễ hỏi đều bị một tên thổ phỉ, tên Tôn Đại Hải cướp đi. Đối với người nhà họ Lữ mà nói, chuyện này đúng là giống như sét đánh giữa trời quang. Trước không nói có thể cứu người về được hay không, nhưng một cô gái trẻ chưa chồng đang yên lành rơi vào tay thổ phỉ. Ai cũng không dám chắc điều gì, không chừng đến cuối cùng lại mất cả người lẫn của. Bởi vậy, sau khi nhận được thư bọn bắt cóc gửi, trên dưới nhà họ Lữ có hai ý kiến khác nhau. Bà cụ nhà họ Lữ, cũng chính là bà nội của Lữ Diệu Tổ, cho rằng cô cháu dâu này vẫn chưa vào cửa, cũng chưa được xem như người nhà họ Lữ của họ, nên đưa thư mà thổ phỉ gửi tới về cho nhà mẹ đẻ của cô ấy đi. Thực tế, bà cụ Lữ cảm thấy cô dâu rơi vào tay thổ phỉ rồi, thì dù cứu ra được cũng phải trả về. Nhà họ Lữ của họ không thể cưới một cô gái không còn trong sạch vào cửa. Tuy nhiên, Lữ Diệu Tổ là người đi du học, đã được tiếp thu tư tưởng mới, giáo dục mới. Cậu ta kiên quyết phản đối quyết định này của gia đình. Tuy ngay từ đầu cậu ta cũng không đồng ý cuộc hôn nhân này lắm, nhưng nếu đã bị buộc vào cuộc hôn nhân này rồi, vậy cậu ta cũng đành chấp nhận. Bây giờ cô dâu mới đã xảy ra chuyện, làm chồng chưa cưới mà lại không cứu, đúng là quá vô tình vô nghĩa. Một khi chuyện này lan truyền ra ngoài, phỏng chừng sau này sẽ không còn nhà ai dám gả con gái vào nhà họ Lữ nữa. Ông Lữ nghe thế cũng cảm thấy con trai nói có đạo lý, việc hôn nhân này cũng không phải ông ấy tùy tiện chọn. Đối phương chính là nhà buôn vải lớn nhất nhì trên tỉnh. Nếu vì chuyện này mà có xích mích, vậy thì chuyện phiền phức sau này còn nhiều lắm. Tuy nhiên, bà cụ Lữ lại vẫn cứ nói kiểu gì cũng không được, kiên quyết không đồng ý cho cô dâu mới này vào cửa nữa. Cuối cùng, Lữ Diệu Tổ đưa ra cách giải quyết, cho dù là nhà họ Lữ của họ không cần cô dâu mới này nữa, nhưng tốt xấu gì cũng phải chi tiền chuộc người về, coi như là hao tài miễn tai. Lữ Diệu Tổ vốn muốn tự mang tiền đến chỗ Tôn Đại Hải chuộc người, nhưng nhà họ Lữ sợ cục cưng bảo bối này đi sẽ bị bắt luôn. Vì thế mới để người dưới mang tiền chuộc và một bức thư từ hôn đến trại thổ phỉ, bảo chúng nhận tiền xong thì giao người cho nhà gái đưa về. Ngay lúc đó, Lữ Diệu Tổ còn không biết cô dâu mà mình chưa từng gặp mặt này trông như thế nào, chỉ biết là cô ấy tên Trần Tố Mai. Cùng lúc đó, bên phía nhà họ Trần cũng nhận được tin tức. Sau khi họ biết chuyện nhà họ Lữ muốn từ hôn,
thì đã phái người đến trại thổ phỉ đón người ngay trong đêm. Nhà họ Lữ vốn tưởng chuyện này thế là coi như qua. Tuy nói hai nhà Lữ Trần không thành thông gia, nhưng cũng không đến nỗi bởi vậy mà thành thù. Chỉ là không thể ngờ, khi những người hầu nhà họ Trần đi đón tiểu thư quay về, chẳng ngờ lại không đón được Trần đại tiểu thư. Hóa ra sau khi Trần Tố Mai biết được mình bị nhà họ Lữ từ hôn, lúc rời khỏi trại thổ phỉ, đi ngang qua một vách núi, nhất thời bi phẫn khó nhịn nên nhảy vực tự sát. Những người hầu đến đón tìm kiếm dưới vách núi 3 ngày 3 đêm, nhưng không tài nào tìm được thi thể của Trần đại tiểu thư. Cuối cùng cũng chỉ có thể cho rằng thi thể đã bị thú hoang trong núi ăn mất. Sau khi nhà họ Trần biết được sự thật, hối hận chẳng kịp, vì sao phải hứa gả con gái cưng của mình cho gia đình thiếu đạo đức như nhà họ Lữ chứ? Trần Tố Mai chính là cô con gái út mà ông Trần thương yêu nhất, từ nhỏ đã là hòn ngọc quý trên tay cả nhà. Nào ngờ đâu, con gái mình yêu thương như châu báu, cứ vậy mà chết một cách không rõ ràng. Hơn nữa, trước khi chết, Trần Tố Mai còn để lại cho cha mình một bức di thư. Trong thư cô ấy nói mình cũng không bị thổ phỉ làm ô uế, ngược lại là nhà họ Lữ vì mặt mũi của mình mà gặp cũng chưa gặp, đã trực tiếp đưa tiền chuộc kèm giấy từ hôn tới cùng nhau. Đây là nỗi nhục nhã lớn nhất đối với cô ấy, đúng là còn đáng giận hơn cả thổ phỉ. Kể từ đó, hai nhà Lữ Trần kết thù. Trên Trần Tố Mai có 3 người anh trai, đặc biệt là anh hai cô ấy, Trần Tố Sơn, còn đảm nhiệm chức vị quan trọng trong Quốc Dân Đảng. Sau khi anh ta biết em gái mình chết thảm, đã 3 lần 4 lượt gây phiền phức cho nhà họ Lữ. Nhưng nhà họ Lữ tự biết mình đuối lý, chỉ có thể nhẫn nhịn. 2 năm sau, thù hận của hai nhà cũng phai nhạt phần nào. Nhà họ Lữ làm ăn cũng cố tình né tránh nhà họ Trần, để hai nhà không nảy sinh thêm xung đột gì đó. Về sau, Lữ Diệu Tổ lại cưới một cô gái tâm đầu ý hợp với mình làm vợ, vốn định cứ sống một đời bình lặng như vậy. Ai ngờ mới cưới không bao lâu, một đám thổ phỉ lại ghé thăm nhà họ Lữ. Lúc này, thổ phỉ cướp cô dâu mới Trịnh Bách Hợp của Lữ Diệu Tổ. Nhưng lần này khác với lần trước, Trịnh Bách Hợp là cô dâu đã vào cửa của nhà họ Lữ, lại là người yêu của Lữ Diệu Tổ. Cậu ta nói dù gì cũng phải mang tiền đi chuộc về. Tuy bà cụ nhà họ Lữ vẫn duy trì suy nghĩ cổ trước giờ của mình, cô gái đã mất trinh tiết, không thể bước vào cửa nhà họ Lữ, nhưng bà cũng không ngăn được tâm trạng vội muốn cứu vợ yêu về của Lữ Diệu Tổ. Ai ngờ khi Lữ Diệu Tổ chuẩn bị xong tiền chuộc, định đi cứu người, thì thổ phỉ lại đưa Trịnh Bách Hợp trở về. Lúc ấy, mợ trẻ của nhà họ Lữ này, trừ tóc tai hơi rối ra thì các mặt khác đều vẫn khỏe mạnh. Theo lời cô nói, thổ phỉ trói cô ở sau núi cũng không làm gì với cô mà chỉ nhốt suốt cả đêm. Sáng sớm hôm sau, một cô gái xuất hiện nói với cô vài câu kỳ lạ khó hiểu rồi sai người đưa cô về. Lữ Diệu Tổ nghe thế thì hỏi cô ấy: "Cô gái kia đã nói gì?" Vì thế Trịnh Bách Hợp cẩn thận nhớ lại tình hình lúc đó. Lúc ấy, cô gái kia đi vào rồi nhìn cô với vẻ mặt thương hại, nhưng giọng điệu lại lạnh như băng tuyết. "Lúc này tôi muốn xem thử nhà họ Lữ sẽ đối xử như thế nào với cô con dâu đã vào cửa như cô. Em gái à, em đừng trách chị đây tàn nhẫn, ai bảo em gả vào nhà họ Lữ chứ. Đây là số mệnh của em rồi."